Tuy nhiên nàng và Nạp Lan Yên cũng không thấy mặt, nhưng cái này có thể cũng không trở ngại. Nàng trước đó cố ý sưu tập qua Nạp Lan Yên tin tức, cũng đã gặp Nạp Lan Yên lưu ảnh thạch. Nếu thật là Nạp Lan Yên, vậy coi như không thể tốt hơn. Hộ thiên đế tử, tính tình xưa nay khiên tổn ôn hòa. Dù là phá vỡ mà vào thân hoàng cảnh, cũng rất ít hiện thân người trước. Lần này vạn cổ đạo hội, còn là hắn phá vỡ mà vào thân hoàng về sau. Lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại rất nhiều ba nghìn giới vực đồng đạo trong tầm mắt. Thậm chí nếu không phải Quỳnh Hoa công chúa kiệt lực yêu cầu, hộ thiên đế tử liên trận này vạn cổ đạo hội hộ thiên đế tử đều không định đến mà quỳnh hoa công chúa cấp thiết như vậy yêu cầu câu là cái gì không phải liền là muốn để người trong thiên hạ đều biết chính mình có như thế một vị thân hoàng cảnh phu quân sao chỉ bắt quá chỉ là điểm này còn để quỳnh hoa công chúa có chút không đủ thỏa mãn nếu không phải cảm thấy dễ dàng làm cho người nghị luận quỳnh hoa công chúa càng hy vọng có thể ngay trước nạp lan yên trước mặt thật tốt khuê khoang một phen chỉ bắt quá một mực không có tìm được cơ hội thích hợp nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cơ hội chủ động đưa tới cửa á vạn cổ chi năng dọc vạn trưởng tạo ẩn mút trời chất chứa huyền diệu vô tận cho dù là đế cảnh tồn tại tại cái này vạn cổ trì bên trong cũng có thể tẩy lễ nhục thân cả mộ đạo uẩn tăng tiến tu vi mà lại vạn cổ trì còn có nhất trong hiệu quả đó chính là căn cứ cảnh giới cao thấp dẫn động tẩy lễ dị tượng cũng có khác biệt bất quá tiến vào vạn cổ trì sau cố ra một hàng, cũng không có vội vã đi tẩy lễ nhục thân, mà chính là trước chọn một chỗ vị trí thích hợp, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị mượn vạn cổ trì đạo uẩn, tham mộ thiên địa đại đạo phát tắc, đá mài đạo tâm, mà chờ bọn hắn đá mài đạo tâm không sai biệt lắm lúc. Bên ngoài cung vũ bên trong tụ tập những cái kia thiên kiêu các đại năng, cũng đều giao tiếp không sai biệt lắm, top 5 top 3 cũng đều kết bạn đi tới cung vũ sau vạn cổ trì bên trong liếc mắt liền thấy được cổ ra một đoàn người đều là không khỏi khẽ giật mình vạn cổ đạo hội mặc dù là tại vạn cổ trì tổ chức có thể cùng sẽ nhiều như vậy tu sĩ thiên kiêu cũng không đều chỉ hướng về phía vạn cổ trì tới cùng với những cái khác cùng thế hệ thiên kiêu giao tiếp luận bàn luận đạo đồng dạng trọng yếu cái khác bế minh cử hành đạo hội cũng đều là tình huống tương tự giống cổ gia loại này tới thì chạy vạn cổ trì đi cũng không để ý tới người khác thảo tác không thể nói xưa nay chưa từng có tối thiểu cũng coi như đặc lập độc hành đây rốt cuộc là nhà kia nhân vật vậy mà như vậy không giống bình thường có thiên kiêu do dự một chút cuối cùng vẫn là cho một cái huyền chuyển đánh giá cái khác thiên kiêu thậm chí như cái kia thế hệ trước các cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau đều là có chút mộng bức đúng lúc này nơi xa trong đám người lại chuyển tới quỳnh hoa công chúa thanh âm âm dương quái khí nạp la niên tỉ tỉ thì nóng lòng như thế sao tính cả tham dự hội nghị các vị đạo hữu trao đổi công phu đều không có thì thằng đến vạn cổ trì đến Há, không có ý tứ muội muội ta quên tỷ tỷ bị gia tộc giam cầm nhiều năm như vậy trên thân sợ là có nội thương chưa lành lúc này mới như vậy cuống cuồng ngược lại là muội muội nói nhiều nữa nha quỳnh hoa công chúa nói con một mặt ấy nấy hướng về phía nạp lan yên khẽ không người một bộ chân thành nói xin lỗi bộ dáng chỉ bắt quá nhìn lấy trong mắt nàng cái kia không che giấu chút nào ý trào phúng cũng là lại ngu rốt người cũng cảm giác được vị này nói xin lỗi là giả tới dán mặt trào phúng nạp lan yên mới là thật mà những cái kia nguyên bản còn tại hiểu kỳ cố ra một hàng thân phận những cái kia thiên kiếu các đại năng cũng đều biết chuẩn xác mà nói là tự nhận là biết nạp lan yên một hàng lai lịch nguyên một đám nhìn nạp lan yên thậm chí phía sau nàng cố nguyên đám người ánh mắt đều là không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình vị này cũng là nạp lan gia đời trước thành nữ vị kia cự tuyệt hộ thiên giáo để tử cầu hôn nạp lan yên à cái gì nàng cũng là nạp lan yên nghe nói nàng gả cho một cái hoang vắng tiểu vực xuống dốc con cháu thể ra đoán chừng chính là nàng bên cạnh vị kia Chật chập trách không được một lên đến thì chạy vạn cổ trì đi đối bức này con chào thể ra tuổi nói cái này sợ là hắn duy nhất có thể tiếp xúc vạn cổ trì bực này thần tàng cơ hội đi ai đáng thương đáng tiếc à đáng thương cái gì lúc trước thế nhưng là chính nàng cự tuyệt hộ thiên giáo đế tử cầu thân hôm nay cái này nhục nhã cũng chỉ có thể là nàng gieo gió gặt bão một đám người vây quanh đều là không khỏi khẽ lắc đầu nghị luận ầm ĩ từng tia ánh mắt rơi xuống nạp lan yên thậm chí sau lưng nàng cố nguyên bọn người trên thân có trào phúng có sen thường còn có thuần túy chờ lấy sen trò vui đương nhiên cũng không ít ánh mắt đồng tình cảm thấy quỳnh hoa công chúa cử động lần này quá phận nhân vật mà hộ thiên giáo đế tử cũng chính là những cái kia một trong số người quỳnh hoa đủ rồi đừng nói nữa hộ thiên giáo đế tử nhíu chặt mi đầu nhìn chằm chằm quỳnh hoa lạnh giọng nói ra cảm nhận được chính mình phu quân trong giọng nói không vui quỳnh hoa tuy nhiên còn cảm thấy không có thoải mái đầy đủ nhưng vẫn là lộ về tức giận lui trở về Hộ thiên giáo đế tử xin lỗi nói, các vị xin lỗi, ta ra nương tử thất lễ, xin hãy tha lỗi. Nhìn lấy hộ thiên giáo đế tử tạ lỗi dáng vẻ, nhưng cái kia vây xem thiên kiếu các đại năng đều là nhịn không được âm thầm gật đầu. Nhìn lấy hộ thiên giáo đế tử trong mắt đều là tràn đầy tán thưởng. Đây mới thật sự là đế tử lãnh tụ, có bố cục, đại khí độ. Vị này hộ thiên đế tử tương lai tất sẽ trở thành ta ba nghìn giới vực phong vân nhân vật, tương lai dẫn hộ thiên giáo càng tiến một bước, trở thành đế minh kình thiên ngọc trụ, đều không nói chơi À tuy nói lời này không nên nói nhưng người so với người, của thật có thể tức chết người nghe người chung quanh nghị luận quỳnh hoa công chúa nguyên bản còn có chút tiếc hận không có có kích thích nạp lan yên kích thích đủ một trái tim đều là đạt được thỏa mãn cực lớn nhìn lấy chính mình phu quân trong mắt đều là có không thể ché hết đắc chí tuy nhiên chính mình phu quân tính cách điệu thấp một chút nhưng điệu thấp cũng có điệu thấp chỗ tốt đúng không quỳnh hoa công chúa vừa nghĩ một bên chăm chú nhìn nạp lan yên muốn theo trên mặt của nàng sau khi thấy hối hận loại hình tâm tình nhưng rất nhanh quỳnh hoa công chúa thất vọng vô luận là hộ thiên đế tử tạ lỗi vẫn là người chung quanh những nghị luận kia nạp la niên từ đầu đến cuối đều là ánh mắt yên tĩnh thì liền bên cạnh nàng cố nguyên đều là vô cùng lạnh nhạt thẳng đến nghe được mọi người nói cái gì người so với người là người ta tức chết thời điểm biểu lộ mới là rốt cục có ba động chỉ là cái kia ba động thấy thế nào đều có chút buồn cười ý tứ diên nhi người trước mang theo vân hy cùng thanh trần đi trước vạn cổ trí bên trong tẩy lễ nhục thân đi ta và người vị này túc túc trò chuyện một chút Cố Nguyên lắc đầu, nói khẽ với sau lưng Cố Thanh Diên nói ra, nghe được phụ thân, đã sớm bị Quỳnh Hoa cái kia ngạo mạn bộ dáng, giận đến Cố Thanh Diên, trong lòng khẽ động, nhất thời lộ ra nụ cười, lúc này liền là mang theo hai cái còn có chút hồ đồ tiểu gia hòa, tiến vào vạn cổ trì bên trong, nhìn đến lỗ tiểu gia hòa rời đi, Cố Nguyên cũng là thở dài ra một hơi, ánh mắt trở xuống đến hộ thiên đế tử trên thân, khóe miệng nhắc lên một vệt ý cười, răng rặc mở miệng, Vị đạo hữu này, lời xin lỗi của ngươi, ta thì nhận, nhưng ta không thể không nói, ngươi nương tử ánh mắt, tuy nhiên có, nhưng vẫn là so ra kém ta ra nương tử, mà lại không chỉ là nàng. Cố nguyên nói, ánh mắt vượt qua hậu thiên đế tử, đảo qua những cái kia quần chúng, chợt bước ra một bước, oanh, tại mọi người tại đây, ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Cố nguyên trực tiếp thả ra cảnh giới của mình uy áp, tôn giả cảnh uy thế, tại thời khắc này bao phủ toàn bộ vạn cổ trì, cũng là để quỳnh hoa công chúa thậm chí hộ thiên đế tử còn có những cái kia quần chúng đều là đều hả to miệng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình tôn tôn giả cảnh con không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần bên cạnh nạp lan yên cũng là bước ra một bước nhìn lấy quỳnh hoa công chúa nở nụ cười xinh đẹp quỳnh hoa muội muội ta nghe nói ngươi một mực đem chính mình thần vương tu vi treo ở bên miệng nhưng bây giờ đại thế đều đã đến muội muội hay là nên chăm chỉ điểm tu hành mới được chỉ có thần vương cũng không đầy đủ làm gì cũng nên tu thành hoàng cảnh đúng không nói nạp lan yên cũng là đồng dạng thả ra cảnh giới của mình ba động hoàng cảnh khí tức lặng yên tản ra mặc dù không kịp cố nguyên tôn giả uy áp tới rung động nhưng lại sau cố nguyên tu vi mang cho quỳnh hoa thương tổn còn muốn càng mãnh liệt hơn mấy phần tôn giả cảnh hoàng cảnh cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không phải nói nạp lan yên người bị đạo thương cảnh giới đã ngã rơi xuống huyền vương sơ kỳ không phải nói nàng chỉ là gả cho một cái súng dốc con cháu thế ra sao cảm thụ được cố nguyên cùng nạp lan yên trên người tán phát ra uy áp ba động tại chỗ thiên kiêu đại năng não tử đều nhanh chuyển không tới nhất là trước đó như cái kia làm như có thật ở nơi đó phê bình nạp lan yên người giờ này khắc này chỉ cảm giác đến đâu óc của mình đều tại ông ông tác hưởng thì liền hậu thiên đế tử đều là thầy choáng mắt thế mà phảng phất cảm thấy bọn hắn giờ phút này bị rung động còn chưa đủ năm thứ nhất tại học dạng mọi người ở đây ngay người thời điểm vạn cổ trì bên trong bỗng nhiên ở giữa nhưng lại có ngút trời gợn sóng trực kích trời cao diễn hóa ra hai phương cuồn cuộn dị tượng một phương là cuồn cuộn lôi đình rủ xuống cửu thiên diễn hóa rất ngàn vạn thiên kiết thần uy cuồn cuộn một phương thì là nét bản thiên hỏa phân tịch hư không những nơi đi qua sơn hà hư ảo mà nương theo lấy hai phe này tể lễ dị tượng hiện lên cố vân hy cùng cố thanh trần hai cái tiểu gia hòa cảnh giới ba động tại thời khắc này cũng là nhìn một cái không sót gì để tại chỗ sở hữu tu sĩ ánh mắt đều là không tự chủ hấp dẫn nhìn lấy vạn cổ trì bên trong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn hai cái tiểu gia hỏa thanh âm đều là không tự chủ mang tới run rẩy thánh thánh hoàng cảnh, thánh, thánh hoàng cảnh, hai cái không đến 10 tuổi thánh hoàng, nhìn lấy vạn cổ trì bên trong, cái kia bay lên hướng thiên dị tượng, tại chỗ sở hữu tu si ánh mắt, giờ phút này đều là có chút chuyển không tới. Hộ thiên giáo đế tử cùng cái kia vị thê tử Quỳnh Hoa công chúa, càng là trực tiếp sững sở ngay tại chỗ. Nguyên bản, cố nguyên cùng nạp lan yên tu vi, đã để bọn hắn có chút khó có thể tin. Hiện tại, cố vân hy cùng cố thanh trần, hai cái tiểu gia hỏa triển lộ ra tu vị, càng làm cho bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh loại này thiên kiêu làm sao có thể xuất hiện tại trên đời quỳnh hoa công chúa cả người trái tim đều là sắc ngưng đập một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạn cổ trí bên trong vân hy tỷ đệ trong mắt có chấn kinh càng có không thể che hết cực kỳ hâm mộ thậm chí ghen ghét nhưng một giây sau nàng thì phản ứng lại không đến 10 tuổi thánh hoàng thiên kiêu hoàn toàn chính xác được xưng tụng kinh thế hải tục nhưng cái này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện tại trên đời bởi vì trước đây không lâu ba nghìn giới vực thậm chí nam huyền thần châu cũng đều từng bởi vì bực này cấp bậc thiên kiêu mà xôi trào qua thì liên nàng quỳnh hoa công chúa đều là giống nhau từng nghe nói danh hào của bọn hắn đây chính là địa bảng phía trên hai vị kia danh xưng tương lai thánh giả tuyệt đại yêu nghiệt quỳnh hoa công chúa đều phản ứng lại tại chỗ những tu sĩ kia tự nhiên lại càng không cần phải nói tại vượt qua xung động ban đầu về sau bọn hắn nguyên một đám cũng đều đã nghi đến trước mắt cái này đôi tỷ đệ thân phận vô luận là như cái kia để minh cường giả tiền bối vẫn là khô huyền đạo tử trở tham dự hội nghị thế hệ tuổi trẻ giờ khắc này nhìn lấy vạn cổ trí bên trong vân hy tỷ đệ tâm tình đều là khuấy động không thôi, rung động tới cực điểm, cũng là kinh hỉ tới cực điểm. Dù sao, Vân Hy tỷ đệ, nhất là cố Vân Hy, trước lúc này đánh bại tự hư thần tháp bên trong đi ra, một đường liên bại nhân tộc thiên kiêu xí ma chiến thể xí dương. Cái này một phần chiến tích, không chỉ có để tiểu nha đầu danh động thần châu, cũng là để cho nàng trở thành toàn bộ thần châu thế hệ tuổi trẻ, kính nề thậm chí có chút cảm kích nhân vật. Chỉ là không có cơ hội, hương hắn ngỏ ý cảm ơn. Bây giờ gặp được hắn bản thân, bọn hắn làm sao có thể không kích động không kinh hỉ thậm chí thì liền hộ thiên đế tử đều là trong lòng khuấy động tới cực điểm vô ý thức hướng phía trước đi vài bước nhưng một giây sau, thân hình của hắn thì cứng đờ người khác vẫn còn tốt nhưng hắn cùng quỳnh hoa công chúa trước đó tại cùng nạp lan yên trao đổi thời điểm thế nhưng là nghe được rõ ràng vân hy tỷ đệ trước đó tựa hồ xưng hô nạp lan yên cùng cố nguyên vì ra ra nãi nãi cái này hai vị này chẳng lẽ là quỳnh hoa công chúa giờ phút này nói chuyện đều là có chút cả lăm nhưng vẫn là kiệt lực dáng chống đỡ lấy hỏi ra lời nói tới nào một bên cha hỏi một bên gắt gao nhìn chằm chằm nạp lan yên ở trong lòng biên cuồng cầu nguyện hò hét chính mình trước đó chị là nghe lầm lời nói hay là nạp lan yên chị là bởi vì câu duyên xào hợp lúc này mới mang theo đối với chuyện kỳ giống như tỷ đệ đi vào vạn cổ trì bên trong tóm lại cái này đôi tỷ đệ cùng nạp lan yên không có nửa phần quan hệ nhưng cầu nguyện của nàng tựa hồ làm ra phản hiệu quả nạp lan yên căn bản không để ý đến câu hỏi của nàng thậm chí đều không có mở miệng. Ngược lại là nơi xa, vạn cổ trí bên trong, Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần, hai cái tiểu gia hỏa nhịn không được mở miệng. Gia gia, nãi nãi, các người cũng mau tới đây à. Cái này vạn cổ trí bên trong tẩy lễ hiệu quả, còn thật rất không tệ a. À. Hai cái tiểu gia hỏa còn mang theo vài phần thanh âm non nớt, tại vạn cổ trí bên trong chuyển đến. Để toàn trường tu sĩ đều là cùng nhau khẽ giật mình, lại nhìn nạp lan yên cùng cố nguyệt ánh mắt, đều là cực kỳ hâm mộ đến như muốn phát cuồng mà quỳnh hoa công chúa cùng hộ thiên đế tử càng là triệt để hóa đá quỳnh hoa công chúa bản thân đang nghe tiểu gia hỏa kêu gọi về sau trái tim càng là cơ hồ ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp cả người thần sắc đều là bởi vì quá độ ghen ghét mà biên đến có chút vặn vẹo nhìn lấy quỳnh hoa công chúa cái kia vặn vẹo biểu lộ nạp la yên thần sắc phá lệ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng là có chút vui vẻ tính cách của nàng tuy nhiên không bằng danh lợi nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ loại hình tại không bằng danh lợi bề ngoài dưới nạp lan yên có cũng là một viên cứng cỏi cùng dũng nghị tâm không phải vậy năm đó nàng cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt trốn đi gia tộc cả cho cố nguyên mà quỳnh hoa công chúa mặc dù không có cùng nàng xung đột chính diện qua nhưng sau lưng cái kia lan ra truyền ngôn loại hình tiểu động tác thế nhưng là xưa nay không thiếu những chuyện này nạp la điên tuy nhiên không để trong lòng nhưng nếu là có cơ hội thu hồi điểm lợi tức nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ la lấy nạp la điên ánh mắt chính là rơi xuống hộ thiên giáo đế từ trên thân từ tốn nói đạo hữu bước vào thần hoàng cũng coi như một kiện đáng mừng sự tình chỉ là đạo hữu tu hành thiên phú tuy tốt nhưng không cảm thấy chính mình thân quyến cũng cần ước thúc một hai dù sao nạp la Nên nói nở nụ cười xinh đẹp nhìn chằm chằm quỳnh hoa nhẹ giọng mở miệng ngước khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng nói ra lời nói lại làm cho quỳnh hoa công chúa cơ hồ muốn thủ huyết vị này quỳnh hoa muội muội một cái miệng thực sự quá có thể nói một điểm tựa như muội muội chính mình nói như vậy miệng quá nát lời nói quá nhiều thực sự không giống như là tương lai hậu thiên đế về sau khí độ nên có a à. nói xong nạp lan yên lại là trực tiếp tiêu xài quay người cùng bên cạnh đã buồn cười cố nguyên thân mật dắt tay chính là hướng về vạn cổ trì bên trong đi đến theo lấy bọn hắn tiến vào vạn cổ trì cái kia vạn cổ trì bên trong đạo vận linh quang cũng là tự mình tụ đến biến thành một cái tu hành kết giới biến mất thân hình của bọn hắn chi hiến hiện dị tượng mà thẳng đến nạp lan yên cùng cố nguyên còn có cố thanh diên đám người thân hình biến mất tại vạn cổ trì chỗ sâu hậu thiên đế tử cùng quỳnh hoa công chúa đều là vẫn như cú mốc đứng ở tại chỗ, thật lâu không nói ra một câu nhất là quỳnh hoa công chúa giờ này khắc này trong lòng ngược ghen ghét cùng xấu hổ cơ hồ muốn để nàng phát cuồng muốn để nàng thổ huyết tốt 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 nạp lan yên cái nhục ngày hôm nay ta nhớ tại trong lòng sớm muộn quỳnh hoa nhịn không được thì thào lên tiếng trong giọng nói oán độc cùng hận ý để sau lưng những cái kia đàm khán giả nghe đều là lạnh cả tim nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền bị bên cạnh sớm đã nhịn không được trong lòng tràn đầy hổ thẹn hộ thiên đế tử trực tiếp đánh gãy đủ rồi hộ thiên đế tử lạnh giọng quát khe chợt trực tiếp quay người vứt xuống quỳnh hoa còn ngấy ngốc đứng tại chỗ cũ theo ta hồi giáo hôm nay về sau người trước hết đi tổ địa khước linh u đàm trước tính tu trăm năm khi nào tu thành hoàng cảnh khi nào tái xuất quan đi cái gì phu quân phu quân nghe được hộ thiên đế tử lời nói quỳnh hoa công chúa đều là triệt để biến sắc Khước Linh U Đàm, cái kia là địa phương nào? Đó là hộ thiên giáo từ trước, thân phận hạch tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại phạm vào sai lầm lớn, hoặc là thực sự không triển vọng nhân vật mới có thể bị đẩy đi chỗ. Nếu là đạo tâm kiên định, hay là thiên phú không tầm thường, tại cái kia Khước Linh U Đàm tính tu, có lẽ còn có thể tạo được gột rửa đạo tâm, vững chắc đạo cơ hiệu quả. Có thể đối với nàng mà nói, ở nơi đó tu hành, đừng nói trăm năm cũng là ba trăm năm 500 năm trăm năm một nghìn năm nàng đều khó có khả năng phá vỡ mà vào hoàn cảnh a thế mà hộ thiên đế tử lại là căn bản lời nhắc đang nghe nàng nói nhằm nửa câu nếu không phải xem ở phu thêm một trận phân thượng thì hướng quỳnh hoa công chúa trước đó cái kia phiên không buông tha ghen ghét lời nói hắn đều hận không thể trực tiếp đem cái này người chuyên gây họa một bàn tay đập tử ở đây để cho nàng tại khước linh u đàn tĩnh tu đã là sau cùng tình cảm hộ thiên đế tử bên này trực tiếp phất tay áo mang đi quỳnh hoa công chúa liên tiếp súng vạn cổ trì đều không muốn lại tiến vào xám xịt rời đi mà vạn cổ trì trước quảng trường phía trên nhưng cái kia lúc trước chỉ trỏ nghị luận nạp lan niên các tù sĩ lại cũng không có tốt hơn quá nhiều trước đó bọn hắn thế nhưng là nói năng hung hồn đầy lý lẽ nói cái gì nạp lan yên muốn hối hận không kịp phạm vào sai lầm lớn đã chọn sai người hiện tại đừng nói văn hy tỷ đệ cũng là nhân gia tôn bối thì hướng về phía cố nguyên cái kia không đủ 50 tuổi liền tu thành tôn giả thành tựu liền đã ân ẩn, ẩn đem hộ thiên đế tử đè xuống không chỉ một bậc nạp lan yên không có ánh mắt là chúng ta không có có ánh mắt còn tạm được á. Mấy ngày về sau Giang Lâm Thành, Cổ Gia, Vạn Cổ Trí Huyên Náo, tại Cổ Gia trên dưới, bất quá là một trận nhạc đẹp. Thi liên nạp Lan Yên đều không có đem để ở trong lòng. Từ Vạn Cổ trì tể lệ sau khi kết thúc, lại dẫn lũ tiểu gia hỏa tại cái kia vạn cổ đạo hội hiện trường đi vòng vo một ngày bọn hắn liền không tiếp tục trì hoãn trực tiếp mang theo lũ tiểu gia hỏa vội vàng về tới giang lâm thành cho lấy như thế đuổi hay là bởi vì cổ gia lại có thai sự tình lâm môn cổ gia trong phủ đệ xưa nay trầm ổn cố trường thanh lúc này đều là ít có có chút lo lắng thỉnh thoảng tại trong đình viện dục dịch nhìn hướng phủ đệ sau trong phòng ngủ ánh mắt đều là có chút khẩn trương tốt thanh nhi ngươi cứ yên tâm đi mẹ ngươi ngươi muội muội còn có liên tâm đều ở bên trong trông coi đâu ngươi thì đừng ở chỗ này vòng vo nhìn lấy nhi tử cái kia khẩn trương bộ dáng bên cạnh cố nguyên đều là nhịn không được nói ra mà nạp lan vân sơn cũng là theo chân vỗ vỗ cố trường thanh bả vai ra hiệu chính mình cháu trai này thả lỏng cảm nhận được lão cha cùng ngoại công trần an cố trường thanh nhịn không được bắt đắc dĩ cười một tiếng hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm cha bực này đỡ đẻ cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này tình huống đến cùng đặc thù rất nhiều cũng không biết là bởi vì chính mình cái này tứ nhi tử tiên thiên thánh thể đạo thai mệnh cách phẩm cấp quá cao vẫn là tiểu gia hòa này cũng là bản thân như thế đặc thù tóm lại chính mình nhị nương tử lan thanh tuyền đến bây giờ hoài thai tính toán đâu ra đấy đã cả 12 tháng mới là có sinh sản dấu hiệu mà tại cái này về sau, liên tiếp ba ngày, chính mình tử nhi tử cố đạo huyền, đều là không có tử trong bụng mẹ đi ra tư thế. Cũng chính là Lam Thanh tuyển tự thân, cũng là đệ nhất huyền tôn tu vi cường thế. Không phải vậy, con thật muốn bị tiểu tử này cho giày vò hỏng. Nhưng dù vậy, chính mình nhị nương tử hiện tại, trạng thái cũng là có chút suy yếu. Để cố trường thanh, làm sao đều bình tĩnh không xuống. Cũng chính là hắn có thân niệm cảm ứng, có thể xác định, chính mình nhị nương tử tình huống bây giờ coi như bình ổn, còn tại trong phạm vi khống chế. Không phải vậy, Cố Trường Thanh cũng nhịn không được xông vào trong phòng sinh. May ra, ngay tại Cố Trường Thanh đều có chút nhịn không được thời điểm. Anh ông, anh ông, nương theo lấy một trận tò rõ khóc mỉ non âm thanh. Trong phòng sinh, một cỗ huyền diệu đạo vận, chính là lặng yên khuếch tán ra tới. Theo cố này đạo vận dâng lên, cố gia phủ đệ trên không, cũng là có quần cuộn linh quang tụ đến. Từng đạo linh quang, giống như đại long đồng dạng, liên thông thiên địa, tại chín tầng mây trên biển, diễn hóa ra vô biên tử khí, kéo dài mười vạn dặm, không đơn thuần là giang lâm thành toàn bộ hán tần đế quốc đều bị bao phủ tại trong đó cái này cái này là bực nào dị tượng a à? nạp lan vân sơn cùng cố nguyên đều là nhìn ngay người mắt mà ngoại giới giang lâm thành hán tần đế quốc dị tượng bao phủ chi địa sở hữu tu si cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái kia cuồn cuộn từ khí đông lai rộng rãi chẳng diện đều là nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin tới cực điểm thậm chí đừng nói bọn hắn những người ngoài này thì liền biết được chính mình cái này tiểu nhi tử thiên phủ cố trường thanh đều là bị cái này dị tượng cho nho nhỏ rung động đến hắn còn thật không nghĩ tới tiên thiên thánh thể đạo thái xuất thế lại còn sẽ dẫn động như vậy rộng rãi dị tượng bất quá rất nhanh cố trường thanh thì bình tĩnh lại lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt tâm tính chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trong phòng ngủ lan thanh tuyền lúc này đã từ trên giường ngồi dậy tuy nhiên còn có chút suy yếu nhưng trạng thái đã tốt lên rất nhiều chính ôm trong ngực cố đạo huyền trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ nhìn đến cố trường thanh tiền đến cũng là lộ ra ý cười đem cố đạo huyền ôm cho cố trường thanh cố trường thanh vội vàng tiếp nhận nhìn lấy cái này trọn vẹn dày vào một năm mới đàn sinh tiểu gia hỏa trong mắt cũng là có yêu thương hiện lên bất quá hắn cũng không có ôm quá lâu liền đem tiểu gia hỏa một lần nữa đưa cho lan thanh tuyền nói khẽ nương tử khổ cực đền đòn lấy thì nghỉ ngơi thật tốt đem thân thể tu dưỡng tốt cố trường thanh vẫn chưa nói xong bỗng nhiên ở giữa oanh ngoại giới lại là lại lần nữa có đại đạo chấn động thiên địa ông minh chi thanh truyền đến để trong phòng ngủ mọi người đều là không khỏi hơi biến sắc cố trường thanh cùng khương liên tâm lan thanh tuyền cố nguyên đều đã không sai tu luyện đến tôn giả đại cảnh đối thiên địa đại đạo cảm ứng đã vô cùng nhạy cảm có thể phát giác được tin tức cũng so người khác càng nhiều tại thời khắc này đều là cảm nhận được thiên địa đại đạo đều đang tiếng dung dường như đang nghênh tiếp một loại nào đó tồn tại trở về có thể làm cho thiên địa đại đạo dẫn động đến bức này dị tượng phòng nhãn thần châu lúc này cũng chỉ có một nơi có thể làm được cửu lê sơn mạch xuất thế cố trường thanh trong mắt tinh mang như điện nhẹ giọng nỉ non còn bên cạnh khương liên tâm cùng Lam thanh tuyền cũng đều là không khỏi nhìn về phía cố trường thanh ánh mắt ngậm lấy lo lắng cửu lê sơn mạch cố trường thanh là khẳng định phải đi nếu không phải Lam thanh tuyền muốn sinh sản cố trường thanh không muốn rời đi hắn cũng sớm đã xuất phát đi cửu lê sơn mạch bên kia chờ bây giờ cố đạo huyền đã xuất sinh Lam thanh tuyền đều là nhẹ giọng mở miệng phu quân đã đạo huyền đã xuất thế phu quân cũng không cần chậm trễ nhanh đi cửu lê sơn mạch đi Cửu Lê Sơn Mạch chính là đương đại trước mắt bài danh đệ nhất thần tàng, càng là cửu Lê thần giáo bức này thành giai đạo thống truyền thừa Sơn môn chỗ. Cho dù là tử vi đế nữ chưa từng xuất quan, thế hệ tuổi trẻ chiến lược không đủ tử vi đế cung, đều không lo được nhiều như vậy. Phải ra quý hạo nhiên dẫn đội, tiến về cửu Lê Sơn Mạch lịch luyện, cũng đủ để chứng kiến cái này cửu Lê Sơn Mạch ý nghĩa trọng đại. Cố ra, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ trận này cơ duyên chỉ là cố trường thanh nhìn lấy còn có chút hư nhược nhị nương tử trong lòng vẫn còn có chút không muốn Nhìn đến cố trường thanh bộ dáng này, bên cạnh, Khương Liên Tâm cùng cố thanh diên đều là không khỏi vừa cười vừa nói. Phu quân huynh trưởng cứ yên tâm chính là, trong nhà có chúng ta chiều cố, sẽ không có vấn đề. Mà cố nguyên cùng nạp lan vân sơn tại phát giác được cửu lê sơn mạch xuất thế về sau, cũng là một mặt trịnh trọng, nhìn ra cố trường thanh lo lắng, vừa cười vừa nói. Thanh Nhi, ngươi liền yên tâm tiền đến chính là, trong nhà có ta và ngươi ngoại công tại, dù thật sự có ngoại địch đến, chúng ta cũng có thể thu thập. Cố ra trong phủ đệ, bây giờ có cố trường thanh bày để giai sát trận tại có nạp lan vân sơn vị này đạo tôn tăng thêm cố nguyên vị này tuy là huyền tôn nhưng ở mệnh cách phụ trợ dưới thiên tôn đều chưa hẳn là hẳn đối thủ gia chủ cùng nhau tỏa chấn dù thật sự có đế cảnh tồn tại đánh tới cố gia cũng có thể chống lại không cần lo lắng nghe được phụ thân cùng ngoại công còn có lời của muội muội thì liền hai vị nương tử đều là để cho mình không cần lo lắng cố trường thanh cũng cố không do dự nữa lúc này gật đầu tốt vậy ta liền đi cửu lê sơn mạch đi một chuyến tốt phụ thân nghe được cố trường thanh lời nói cố vân hy cùng cố thanh trần đều là vội vàng đứng dậy mắt ba mắt nhìn nhìn lấy cố trường thanh cố trường thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này chạy ở bên ngoài còn chưa đủ à làm sao còn muốn cùng đi phụ thân cái này cũng không nên trách chúng ta phụ thân cũng đừng quên trước đó cái kia hư thần thác kia là cái gì hư thần đạo tử thế nhưng là nói muốn chúng ta đi làm tùy tùng của hắn muốn là tại cửu lê sơn mạch mở ra trước không đi gặp hắn hắn liền muốn đến trấn giết chúng ta đúng rồi hắn đều muốn lời nói nói đến một bước này chúng ta sao có thể không đi đâu cô thanh trần cùng cố vân hy hai cái tiểu gia hỏa một sướng một họa nói để cố trưởng thanh đều là có chút không phản đối mà nạp lan vân sơn cũng là theo chân nói giúp vào thanh nhi ngươi liền mang theo bọn hắn đi cũng không sao ngọc thô cũng cần tạo hình mới có thể trưởng thành huống hồ thanh trần không nói vân hy đứa nhỏ này cũng nhanh thành tựu huyền tôn chỉ ở trong tộc bế quan khổ tu cũng không phải đột phá biện pháp tốt lời nói đều nói đến một bước này Cố Trường Thanh cũng không có lại xoắn suýt, trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa leo lên đại phạm tru. mà một bên khác, ngay tại Cố Trường Thanh mang theo hai cái tiểu gia hỏa lao tới Cửu Lê Sơn mạch lúc, Cửu Lê Sơn mạch trước, theo Cửu Lê Sơn mạch chính thức buông xuống đến này phương thiên địa, Nhưng cái kia tại chỗ này chờ đợi đã lâu, đến từ mỗi cái đạo thống thiên kiêu nhóm cũng đều là ò tràn vào Cửu Lê Sơn mạch bên trong. Cửu Lê Sơn mạch trước, quân cuộn hỗn độn khí bao phủ, tại hỗn độn khí bên trong có khác biệt truyền tống vòng xoáy, lặng yên hiện lên mỗi một đạo truyền tống vòng xoáy đều đối ứng cửu lê sơn mạch bên trong nào đó một khu vực đây là vì tránh cho tiến vào cửu lê sơn mạch thiên kiêu quá nhiều tại ngay từ đầu thì tụ tập tại một chỗ bạo phát xung đột quá mức kịch liệt mà thiết trí quy tắc nhìn lấy những cái kia thiên kiêu hướng về cửu lê sơn mạch tràn vào hư thần đạo tử sau lưng một đám hư thần tháp thiên kiêu cũng đều nóng mắt không thôi bất quá bọn hắn cũng không có vội và tiến vào hư thần tháp đều là nhịn không được tiến đến chính mình đạo tử chung quanh nhịn không được thấp giọng nói đạo tử đến bây giờ cái kia vô danh kiếm khách còn có cái kia vân hy tỷ đệ cũng không từng đến mà cái kia bắc minh đế nữ cũng chưa từng qua đến đầu nhập vào không bằng chúng ta trước đem bắc minh đế nữ chẩn sát coi là trừng trị chờ theo củ lê sơn mạch trở về lại đối phó vô danh kiếm khách những người kia muốn hay không trước đem cái kia kiếm như xương giải quyết coi là trần nhiếc xì dương thấp giọng đề nghị hư thần đạo tử khoát khoát tay thân tình lạnh nhạt nói không cần Kiếm như xương, chỉ là cái kia vô danh tùy tùng giả, vô danh cái này chủ quân không đến, trước hết giết kiếm như xương, không có ý nghĩa. Chúng ta đi trước cửu lê sơn mạch lại nói, xì dương liền vội vàng không người, ê, cần tuân tôn thượng trì lệnh, vậy liền để cái kia kiếm như xương, lại sống một đoạn thời gian. Bên cạnh, mấy tên hư thần thác thiên kiêu cũng là theo chân phụ họa nói, dực dương đại nhân nói không sai, trước hết để cái kia kiếm như xương sống thêm một hồi, cái kia kiếm như xương cũng coi là có chút bản lãnh nàng tại cái kia cửu lê sơn mạch bên trong đoán chừng cũng có thể có chút thu hoạch đến lúc đó đợi nàng theo cửu lê sơn mạch đi ra tôn thượng lại ra tay đem nàng tính cả thu hoạch của nàng cùng nhau bỏ vào trong túi không phải càng tốt hơn nói đúng một đám hư thần thác thiên kiêu mồm nắm miệng mười nghị luận trong giọng nói đều là có không thể che hết cuồng ngạo còn bên cạnh những cái kia thiên kiêu nhóm nghe lấy bọn hắn nghị luận đều là không khỏi có chút động dung kiếm như xương cũng coi là hiện nay thần châu thế hệ tuổi trẻ đứng hàng đầu nhân vật nhưng ở cái này hư thần thác thiên kiêu nhóm trong miệng lại như là con kiến hôi đồng dạng nhưng nhìn lấy cái kia một bộ hắc bào bay phần phật theo gió đứng ở đó liên cho người ta một loại phảng phất thiên niên giống như cuồn cuộn cảm giác áp bách hư thần đạo tử lại liên tưởng đến chậm chạp chưa từng đến vô danh kiếm khách còn có vân hy tỷ đệ tại chỗ rất nhiều thiên kiêu trong lòng đều là có chút chịu nặng cửu lê sơn mạch quan hệ trọng đại, liền xem như tử vi đế cung đều phải quý hạo nhiên tới, vị kia vô danh điện hạ, còn có vân hy tỷ để chậm chạp không đến, chỉ sợ, thật là sợ vị này hư thần đạo tử à. Ai, liền vô danh điện hạ đều như thế, hư thần tháp, chỉ sợ thật lại muốn như 300 vạn năm trước như thế, lại lần nữa trấn nát thời đại này. Rất nhiều thiên kiêu, đều là trong lòng ai thán, mà nghe lấy bọn hắn thở dài, cảm thụ được bọn hắn quăng tới, tràn đầy sợ hại ánh mắt, hư thần đạo tử trong mắt, nào ý đều là càng nồng đậm. Bất quá, hắn cũng không có vội và tiến vào cửu lê sơn mạch, mà chính là trước phất tay đưa tới xì sì dương. Ba nghìn giới vực vô danh, Vân Hy tỷ đệ mặc dù không có tới, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị. Xin hỏi tôn thượng muốn làm gì chuẩn bị? Xì sì dương khẽ giật mình, hư thần đạo tử mỉm cười. Cửu lê sơn mạch cơ duyên phong phú, đương đại thiên kiêu có thể tới, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ta đoán, cái kia vô danh kiếm khách cũng tốt, Vân Hy tỷ đệ cũng được sau cùng đoán chừng vẫn là sẽ chạy tới dù sao cửu lê sơn mạch buông xuống về sau cửa vào sẽ mở ra trọn vẹn một tháng bọn hắn đại khái có thể đến trễ mấy ngày vừa vặn cùng chúng ta dịch ra nghe được hư thần đạo tử phân tích xì dương một đôi mắt đều là sáng lên thuộc hạ minh bạch thuộc hạ thì ở lại đây cửu lê sơn mạch lối vào chỗ trông coi cái kia vô danh kiếm khách còn có vân hy tỷ đệ một khi bọn hắn qua đến lên đem bọn hắn bắt sự trần áp không tệ hư thần đạo tử khen ngợi gật đầu cái kia vô danh kiếm khách lai lịch bí ẩn, Vân Hy tỷ đệ cũng là ít có bên ngoài du lịch dương danh thời điểm, có thể nhận ra bọn hắn người, không coi là nhiều, nhưng với khác biệt, có người thủ tại chỗ này, ta cũng yên tâm một số. Xí Dương lúc trước đã từng thua với qua Cố Vân Hy, đối Vân Hy tỷ đệ ấn tượng tự nhiên sâu sắc vô cùng. Tại hư thần đạo tử trợ giúp giới, tái tạo thần ma chiến thể, bây giờ thực lực càng là càng tiến một bước. Một thân dực ma huyết mạch đã thuần hòa đến chín thành độ cao so với bình thường đại thành thần ma thể, còn kinh khủng hơn, cũng nguyên nhân chính là này. Xí sì Dương gần như không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, hưởng cố vân hi báo thủ, mà bây giờ nghe hư thần đạo tử phân phó, Xí sì Dương trong lòng, làm sao có thể không kích động. Mời tôn thượng yên tâm, thuộc hạ tất nhiên, không có nhục sứ mệnh, khác không dám nói, cái kia cố vân hy, thuộc hạ chắc chắn đem bắt sống nơi tay, giao cho điện hạ xử lý. Cố vân hi ba chữ, Xí sì Dương cản âm cực nặng, hận ý như nước thủy triều. Mà hư thần đạo tử muốn, cũng chính là cái này hiệu quả, lúc này cười một tiếng, chính là lại không trì hoãn xuân linh lấy còn lại dưới trướng các bước đi vào cái kia cửu lê sơn mạch truyền tống trong thông đạo lưu lại xí dương ánh mắt cuồng nhiệt mà quyền sát trưởng cho lấy vân hy tỷ đệ cùng cố trường thanh đến tiểu đệ đệ tiểu muội muội các người tuổi nhỏ như thế đều muốn đi cửu lê sơn mạch không phải đang nói đùa á vân hải phía trên hai chiếc linh chu ngay tại đặt song song mà đi hướng về cửu lê sơn mạch chạy tới trong đó một chiếc linh chu chính là cố trường thanh chỗ khống chế đại phạm chu mà đổi thành một chiếc linh chu tuy nhiên trang hoàng điệu thấp nhưng trong đó tán phát huy áp lại là khác biệt bình thường. Lại là một tông, đã đạt tới lục giai đỉnh cấp Linh Chu, phẩm cấp cùng Đại Phạm Chu, đều là không khác nhau lắm. Mà Linh Chu trong góc, cái kia tuy nhiên ẩn nấp, nhưng lại giàu diếm đạo vận, chỉ cần tu vi đủ rất cao thâm, đều có thể liếc một chút chú ý tới địa phương, một cái nho nhỏ diệp chữa cổ triện. Chính đang tỏa ra ánh sáng nhạt, hiện ra trước này Linh Chu thân phận, chính là đương đại hoang cổ thế gia một trong, đồng thời cũng là hiện nay thần châu, xuất thế rất nhiều thành giai đạo thống bên trong, có thể liệt kê đỉnh cấp hoang cổ diệp gia. Chỉ bất quá, chiếc này Linh Chu phía trên dẫn đội, cũng không phải là Diệp gia thần nữ, chỉ là Diệp gia một vị đích mạch quý nữ. Diệp Nguyệt Tiên, cũng chính là giờ phút này, chính là một mặt kinh ngạc hưởng cố vân hy, cô thanh trần chào hỏi vị kia áo tín nữ tu. Nữ tự ước chừng trên dưới 20 tuổi, dáng điệu uyển chuyển, tư thái yếu điệu. Nghe được Vân Hy tỷ đệ nói muốn đi cửu lê sơn mạch lịch luyện về sau, không khỏi khẽ che môi đỏ nhàn nhạt một cười, yếu điệu phong tư để bốn phía mấy vị đồng hành diệp gia tử đệ. Không phân nam nữ đều là thoáng ngây dại một cái trước mắt. Tỷ chúng ta không có nói đùa thì là thì là nhìn lấy diệp nguyệt tiên còn có còn lại cái kia mấy tên diệp ra tử đệ bộ dáng kia cố vân hy đều là nhịn không được nói thêm một câu còn bên cạnh cố thanh trần cũng là theo chân tỷ tỷ phụ họa nói tốt 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 tỷ tỷ tin tưởng các ngươi không có nói đùa có được hay không nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa một bộ bị hiểu lầm dáng vẻ diệp nguyệt tiên đều là bị kích phát ra mẫu tính thu hồi nụ cười chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu còn bên cạnh mấy cái diệp gia tử đệ cũng đều cảm nhận được Vân Hy tỷ đệ trong lời nói chăm chủ tâm tình, không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút thật không thể tin. Cửu Lê Sơn Mạch, mặc dù không hạn chế tu sĩ si tiến vào bên trong cảnh giới, có thể Vân Hy tỷ đệ tuổi tác bày ở chỗ này, cái tuổi này, lên muốn đi Cửu Lê Sơn Mạch lịch luyện, một vị khác dẹp ra thiếu nữ nhịn không được nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói, "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các người hai cái" cũng không phải là muốn bắt trước địa bảng phía trên cái kia đối với Vân Hy tỷ đệ, chuẩn bị truy tìm thân ảnh của bọn hắn, tuổi trẻ thành danh, một lần hành động động thần châu a à? bắt trước nghe được vị này diệp ra lời của thiếu nữ cố vân hy cùng cố thanh trần đều là khẽ giật mình chợt cố thanh trần lại là nhịn không được mở miệng tiểu gia hòa trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu tỷ tỷ nói gì vậy chúng ta thì là kia đôi vân hy tỷ đệ liên chuẩn bị đi đến cửu lê sơn mạch lịch luyện á à? phốc ha ha không được ta không được hai cái này tiểu bằng hữu thật thật tốt chơi à nhìn lấy cố vân hy cùng cố thanh trần bộ dáng nghiêm túc bên cạnh mấy cái diệp gia người trẻ tuổi đều là nhất thời nhịn không được bật cười lên trước mắt cái này đôi tỷ đệ thì là kia đôi vân hy tỷ đệ nói đùa cái gì bọn hắn chỉ cảm thấy đây là vân hy tỷ đệ cố ý tại cùng bọn hắn đùa vui vẻ mà thôi dù sao vân hy tỷ đệ giờ phút này nói ra lời nói này liền tựa như phàm tục ở giữa một cái vừa mới học biết nói chuyện hài đồng nãi thanh nãi khí nhưng lại một mặt nghiêm túc nói chính mình là hôm nay tân khoa trạng nguyên làng ít ngày nữa liền muốn điểm hàn lâm làm đại quan một dạng đại nhân nghe chị sẽ cảm thấy tiểu bằng hữu thiên chân khả ái chọc người bật cười ai sẽ thật đem lời của bọn hắn thật chứ thì liên diệp nguyệt tiên đều là không khỏi nhịn không được cười lên vân hy tỷ đệ đó là nhân vật nào một đôi tuyệt đại yêu nghiệt tương lai thành thánh đều không nói chơi kinh thiên động địa thiên kiêu thiên phú như vậy không nói những cái khác hắn xuất thân đều tất nhiên bất phàm tuyệt đối là cái nào đó hoang cổ thế gia thậm chí lai lịch khả năng so diệp gia còn muốn càng lớn chỉ là còn không có xuất thế mà thôi nhưng thế gia như vậy coi như lại điệu thấp Vân Hy tỷ đệ dạng này hậu bối bên ngoài du lịch, tất nhiên sẽ có đế cảnh hộ tống, thậm chí đồng dạng huyền đế cảnh cũng không đủ tư cách, tối thiểu cũng phải có đương đại thiên đế tùy tùng mới được. Giống như các nàng Diệp gia thần nữ một dạng đến đến Diệp gia thần nữ so với bọn hắn sớm mấy ngày xuất phát, đuổi ngay đầu tiên tiến nhập Cửu Lê Sơn mạch, mà tại Cửu Lê Sơn mạch mở ra lúc trước đoạn chờ thời gian bên trong Diệp gia thế nhưng là xuất động trọn vẹn ba vị thiên đế tùy tùng tại thần nữ tả hữu, thậm chí còn có một vị thành đế cảnh lão tổ xuất quan, ẩn núp trong bóng tối bảo hộ chính mình thần nữ tự chính mình đẩy người vân hy tỷ đệ tùy tùng đội ngũ làm sao có thể kém mà trước mắt đối với tiểu đệ đệ tiểu muội muội tùy tùng đâu diệp nguyệt tiên còn có còn lại những cái kia diệp gia tử đệ đều là nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía đại phạm chú cách đó không xa nghe đến bên này tiếng nghị luận đi tới một vị áo trắng kiếm tu mấy vị diệp gia quỷ nữ báo quát diệp nguyệt tiên tại cái kia vị kiếm tù đi tới về sau đều là không khỏi hơi có chút thất thần nhưng thoáng qua chính là khôi phục bình tĩnh chỉ là trong mắt một màn kia kinh diễm cung vừa mới ra tóc cái kia vô đập nhịp tim đập cũng nói rõ mấy vị này quỷ nữ tâm tình cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy dù sao vị này ảo chẳng kiếm tu thật sự là quá mức tuấn tú cái kia một thân khí chất càng là càng siêu nhiên đứng ở đó giống như một bộ bức tranh khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó tâm làm xây mà vị này ảo chẳng kiếm tu tự nhiên chính là cố trường thanh chỉ bắt quá tại diệp nguyệt tiên chờ diệp gia quỷ nữ trong mắt Trước mắt Cố Trường Thanh, tuy nhiên khí chất dung nhan đều có thể xưng tuyệt đại, nhưng tuổi tác bày ở chỗ này, tu vi cũng là lại cao hơn. Có thể có thân hoàng cảnh, cũng là cao nữa là, thậm chí có thể tu thành thiên hoàng, lấy Cố Trường Thanh tuổi tác liền đã có thể nói một câu không tệ. Nói cách khác, trước mắt cái này đôi tỷ đệ, tiến vào củ lê sơn mạch tùy tung, chỉ là bọn hắn bậc cha chú, một vị thiên hoàng, nhiều nhất thần hoàng cường giả mà thôi. Coi như trong bóng tối còn có cái gì tùy tung ẩn tàng, cho ăn bề bụng cũng chính là huyền tôn thiên tôn cảnh nhân vật. Đội hình như vậy, làm sao có thể cùng vân hy tỷ đệ kéo bên trên quan hệ thì liên diệp nguyệt tiên đều là nhịn không được khẽ lắc đầu không có đem vân hy tỷ đệ trước đó cái kia lời nói ngữ để ở trong lòng tỷ tỷ chúng ta tốt thi nhi trần nhi các ngươi không cần lại nói tiếp cố trường thanh trước đó tuy nói tại đại phạm chu một bên khác nhưng hắn thần thức gì nó cường hãn đừng nói diệp nguyệt tiên động tĩnh của bọn họ cũng là phương viên vạn giảm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng tự nhiên biết lúc này vân hy thanh trần nói lại nhiều diệp nguyệt tiên bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không tin trừ phi văn hy thanh trần thật xuất thủ nhưng cái kia còn gì phải đại gia chỉ là biểu nước gặp nhau đồng hành một đoạn đường mà thôi tin tưởng hay không lại tính là cái gì đạo hữu chúng ta trước đó thất thố nhìn đến cố trường thanh cái này làm phụ thân đến diệp nguyệt tiên cũng hơi hơi chắp tay dẫn đầu xin lỗi dù sao bất kể nói thế nào bọn hắn trước đó cười như vậy vui mừng là có chút thân lễ còn lại mấy tên Diệp gia hộ bối cũng đều học theo, theo Diệp Nguyệt Tiên hưởng Cố Trường Thanh hạ thấp người hành lễ. Cố Trường Thanh khoát khoát tay, cũng không có tính toán những thứ này, ngược lại là hỏi thăm về Cửu Lê Sơn mạch bên trong tình huống cặn kẽ. Hắn mặc dù biết Cửu Lê Sơn mạch tồn tại, nhưng Cửu Lê Sơn mạch nội bộ đến cùng có nào thần tàng, nào đáng giá chú ý bảo vật chuyên thừa chờ một chút. Những tin tình báo này lại cũng không phải là Cố Trường Thanh, hoặc là Cố Trường Thanh nắm giữ mạng lưới tình báo. Thiên su các bọn hắn trong thời gian ngắn có thể đánh dò xét rõ ràng mà cố trường thanh lần này hỏi thăm cũng là càng kiên định diệp nguyệt tiên chờ diệp gia bọn hậu bối trước đó suy đoán vân hy tỷ đệ còn có cố trường thanh đoán chừng cũng chỉ là cái nào đó tôn giả gia tộc gia tới nhân vật nếu thật là vân hy tỷ đệ gia tộc của bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng cửu lê sơn mạch tình báo bất quá tuy nhiên cảm thấy cố trường thanh một hàng và nhà mình tộc so sánh của thực một cái tại trời một cái tại đất nhưng diệp nguyệt tiên cũng tốt còn lại mấy cái diệp gia tử đệ cũng được lại đều không có cái gì vinh vào hung hăng cao cao tại thượng bộ giảng diệp nguyệt tiên càng là hỏi gì đáp nấy còn cố ý giúp cố trường thanh giới thiệu rất nhiều cửu lê sơn mạch bên trong thưởng thức tin tức muốn nói cửu lê sơn mạch bên trong thần tàng đừng mũi chịu sao tự nhiên là cửu lê thần giáo năm đó trồng chót bồi dưỡng rất nhiều thánh dược cùng cửu lê thần giáo truyền thừa công pháp cất giữ đại đạo thần thông chưa cái đó ra lại chân quý chính là cửu lê thần giáo những cái kia bước vào thánh đạo đại cảnh lão tổ nhóm lưu lại cá nhân truyền thừa vận khí tốt thậm chí nói không chừng có thể có được những cái kia thánh cảnh lão tổ nhóm tan hồn tán thành lấy được đến bọn hắn đi theo cũng có thể nghe diệp nguyệt tiên giới thiệu cố trường thanh cũng là đối cửu lê sơn mạch có tương đối hiểu vừa nghe vừa liên tục gật đầu nói xong lời cuối cùng diệp nguyệt tiên lại lại bổ sung một câu có điều đạo hữu ngược lại cũng không muốn quá để ý những thứ này đỉnh cấp truyền thừa nói diệp nguyệt tiên tự diễu cười một tiếng những thứ này đỉnh cấp truyền thừa vậy cũng là những cái kia nhóm đầu tiên giết vào cổ lê sơn mạch thiên kiêu nhóm tranh đoạt chúng ta những thứ này về sau thiên kiêu cũng không cần nói cùng bọn hắn tranh đoạt bậc này cơ duyên còn lại diệp gia tử đệ cũng đều là liên tục phụ họa gật đầu nói phải nhóm đầu tiên giết vào củ lê sơn mạch thiên kiêu thiên phú mạnh nhất đối với mình cũng tự tin nhất tự nhiên cạnh tranh cũng kịch liệt nhất tại về sau chạy đến thiên phú cơ bản thì chỉ là hơi hợt bất quá mục tiêu của bọn hắn vốn là cũng không có quá cao có thể có chút đế dược đế binh tìm được liền đã đủ hài lòng mà cố trường thanh một hàng tự nhiên cũng bị diệp nguyệt tiên bọn hắn xem như đồng loại nghe diệp nguyệt tiên tự diễu lời nói cố trường thanh cũng là không khỏi nhịn không được cười lên nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là trịnh trọng chắp tay nói mặc kệ như thế nào đạo hữu những tin tình báo này đều giúp đại ân phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ cố trường thanh không nói gì thêm bảo đáp nhiều đáp lời nói nhưng đã là lặng yên tại diệp nguyệt tiên bọn người trên thân lâu lại thần niệm ẩn ký cứ như vậy coi như tiến vào cổ lê sơn mạch đại gia thất lạc phương vị Cố Trương Thanh cũng có thể dựa vào thần niệm ân ký, phát giác được vị trí của bọn hắn, nếu bọn họ gặp nạn, Cố Trương Thanh cũng có thể mượn ân ký này, hiền hóa hình chiếu, trợ bọn hắn một chút sức lực. Đương nhiên những chuyện này, Diệp Nguyệt Tiên bọn người tự nhiên là không biết được. Đối Cố Trương Thanh cảm kích, Diệp Nguyệt Tiên bọn hắn cũng đều không có để ở trong lòng. Diệp Nguyệt Tiên bản thân càng là liên tục khoát tay, cười nói, đạo hữu cái này quá khách khí, nhưng tin tình báo này tính không được nhiều chân quý, không cần để ở trong lòng nói, nơi sao cửu lê sơn mạch hình dáng, đã thu vào đến mọi người tầm mắt, để ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn. Cái kia chính là cửu lê sơn mạch, mau nhìn, thông đạo bên kia, của nhiên không có bao nhiêu người. Cửu lê sơn mạch bên ngoài, mênh mông hỗn độn khí hóa thành màu trắng nhạt khỏi dáng, giống như một đầu thương long khóa lại một phương này mười vạn dặm dãy núi. Nguy nga hùng vĩ vô cùng, mà tại cái kia hỗn độn khí bên trong, một tòa lại một tòa truyền tống vòng xoáy ân hiện. Bất quá, so với cửu lê sơn mạch vừa mới mở ra lúc, môi cái truyền tống vòng xoáy trước người đến người đi tiếng người huyên nào náo nhiệt tràng diện giờ phút này môi cái truyền tống thông đạo lại đều còn quạnh quẽ hơn an tịnh không biết bao nhiêu nhưng cái này cũng chính là diệp nguyệt tiên bọn người kết quả mong muốn thế mà liên tại bọn hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị chọn một chỗ thích hợp thông đạo tiến vào cửu lê sơn mạch thời điểm bỗng nhiên ở giữa âm um, âm um, xa giữa không trung diệp ra cái vị kia quỷ nữ chỉ hướng cửu lê sơn mạch lối vào cười nói của nhiên lúc này đã không có bao nhiêu người đại gia mau tới thôi đúng lúc này âm um, âm um, ở phía trời xa, có một mảnh đen nhịt ma khí, giống như như thủy triều, nâng theo lấy như thiên lôi giống như cuồn cuộn tiếng oanh minh, cuốn tới. Trong nháy mắt, chính là ngăn cản Diệp gia mọi người, cùng cố trường thanh một hàng đường đi, cũng là để Diệp Nguyệt Tiên chờ một đám Diệp gia tử đệ, đều là hơi biến sắc, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đây là hư thần hóa ma giới, là hư thần tháp đệ tử, hư thần tháp người, vì sao còn trở đường đi của chúng ta?